Làm sao? Con làm gì á? Con đó đeo vòng tay vô, đeo vòng tay vô. Phòng của Chay giờ cô chú thấy cũng gọn gọn bớt rồi chưa? Vậy đó, vậy là gọn bớt rồi đó. Tập sách đồ đúng kia xong. Mấy con này, mấy cái đồ chơi là bỏ vô trong kia hết. Chừa lại cái tủ của cô tôi cho tôi chứ. Trên cái tủ tôi, tôi lấy hàng tôi bán cho khách hoài mà nó có đồ ấm sầm ở trên đó. Ồ, đẹp quá. Để mày dặn cái tủ lạnh nó lên hết mức chưa? Rồi, tủ lạnh lên hết mức rồi. Ê, nó nghe. Đừng có dở cái này ra của người ta, đừng có dán lên nha. Còn chú coi cái phòng đó, nó vẽ đầy cái phòng luôn rồi đó. Quay thì sao con? Chờ gì? Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu. Chay giờ chay tiếp theo chay muốn đi du lịch ở đâu này cho nói mẹ nghe coi. JD, where you wanna go? You wanna go to Florida? Disneyland? You wanna go to the beach? Muốn đi biển không? Yeah. Muốn đi có một cái Florida thì biển đồ này kia được á, nhưng mà ăn uống thì cũng không có cái chỗ nào mà ăn cho nó ngon giống y như là Houston với lại California nữa. Florida thì được cái là trời rất là đẹp, biển đồ này kia, tất cả mọi thứ có cây cọ dừa đồ này kia rất là đẹp. Ờ, đẹp quá. Chay coi hình, chay thấy Mia con của chị Nhi đi Florida, chay nói mẹ cũng muốn đi này. Something never changed. Then what? And I'm holding on tight to you. Never touch it. Đúng rồi. This watch. It looks so good. Ủa cái điện thoại mẹ đâu rồi ta? Không biết luôn hả? Rồi cái bàn chân này mẹ đeo mang đi chay chay. Con đội nón này vô cho mẹ coi. Đội nón vô cho mẹ đi con. Đây nè. Mày đội cho. Ôi ôi đội nón vô dễ thương lắm á. Cây này cũng kỳ ghê á. Đây nè, đội nón này là cô chú nè. Cô chú ơi cho nó tiền đi, cô chú ơi nó đội nón rồi kìa cô chú ơi. Cô chú cho chi tiền ấy. Trời, nó mà quay mặt lại là dễ thương lắm luôn. Con chay này nó kỳ ghê á. Nó không có biết một cái nghệ thuật là cái gì hết á. Con người gì mà không có cái tâm hồn nghệ sĩ gì vậy? Mình phải có một cái nghệ thuật phải không? Nó giỡn. Này là nó giỡn mặt nè. Chứ không phải thường rồi. Đây nè, bây giờ con phải ngồi sau như vậy đó. Con đội cái nón lên cho mẹ. Đi đi, để mẹ cho ăn kẹo không? Ăn chocolate. You want some chocolate? Ok, put the hat on and then I'll give you some chocolate, ok? Yeah, put the hat on. Nè, đội. Kỳ ghê luôn á. Nó có kỳ không? Con tự đi, con tự đội nón vô đi. Đội nón vô mày chụp tấm hình đẹp lắm. Giờ này khó chụp hình cho nó lắm. Không, đội nón vô mẹ mới mở. Đội nón vô mẹ mới mở. Ok, ngồi xuống, ngồi ghế xuống. Rồi, đội cái nón vô đẹp lắm đây chay. Chay nhãn kỳ ghê ta ơi. Đó. Ui trời ơi, đẹp quá cô chú ơi. Ôi ôi coi. No no, wait, wait, put it on. Yeah, say cheese. Can you say cheese? Sit down, sit down. Sit down and say cheese. Được không? Coi được không? Kỳ ghê á. Rồi. Hey, ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Yeah. You want some chocolate? Yeah. I have a lot of chocolate. If you want to try it, you gotta wear the hat on. And then we gonna put the chocolate on the head. Here, let me make the chocolate for you. See this. Look at it. Okay, cười cái coi. Nhìn ngay chỗ này nè, con nhìn ngay. No, I will make chocolate out of this. Nè, một chút nữa con sẽ gỡ cái nón ra và con thấy rất là nhiều kẹo sô cô la nghe chưa? Thì mẹ chỉ cho con nè. Rồi con ngồi đây đi. Rồi, đó đón vô nha. Tóc tay cho nó ấy chạy chút. Chi sao? Có được không? Có được nó không?
Nó giỡn không à? Nó giỡn không, nó không bao giờ nó nghiêm túc hết á. That's chocolate. Ôi, mở con. Sao? Mẹ mở con không? Con làm nó bị rối rồi. Con nói mẹ ơi, bị rối rồi. Nè, con nói được chữ R rồi mẹ. Nói được chữ R đi mẹ mở. Bị rối. Bị rối. Không có dối. Rối, R, rối. 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 Không có rối, rối. 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 Không có dối. Rối. Chay là con rối. Con dối. Không phải con dối rồi. Vậy nó không nói được chữ R. Con nói làm sao? Con làm gì vậy? Hang your hair. Ôi trời đất ơi. Ok ok. Ông mẹ mến đây. Ông mẹ mến đây. Thank you. Mom, don't be scared with me. No, mày đừng có làm con sợ. Đang quay cho Chay bằng cái điện thoại iPhone 12 đó cô chú. Camera trước iPhone 12 của ba Chay. Mượn quay. Something never changed. Coi nè, con nó chơi nó giật đá cơ, cái tóc tôi nó làm một mớ tóc của tôi rụng xuống nè. I fix it, mommy. How you fix it? Because nó để nó làm, nó để nó làm lại cho rồi nó gắn tóc lên lại có được không? No, it hurts. Chị đi. Trời ơi, nó gắn tóc lên lại, nó nói để nó sửa cho nó rồi nó nói làm. Nó nói là mẹ cắt tóc đi coi được không? Làm gì vậy? Trời ơi, cái đó là cái đồ sửa cái xe ô tô mà sao để lên tóc mẹ sửa được? Kỳ ghê. Chị đi. You can't do that with hair. You know when your hair falls, you have to wait months and months and months for it to grow back. Con có hiểu không? Nếu mà là tóc á mà nó rụng xuống rồi đó là con phải đợi tháng. I did hair for you. Con phải đợi tháng này qua tháng nọ tóc mới mọc. Trời ơi. Ôi được rồi, tự nhiên nó nắm nguyên một chùm tóc của tôi nó rớt xuống luôn trời. Cái gì vậy? Rồi con kẹp lên cho mẹ đi. Rồi nó ra đi lấy đồ cột tóc lên nó kẹp tôi. Kẹp cái chỗ mà che cái chỗ hối lại phải không? Tự nhiên tóc người ta đang mọc dài, đang mọc thẳng đồ này kia nọ. Tôi uống thuốc bọc tóc đồ này kia nọ cho một thời gian, nó đã cầm nó quấn nó mọc lên nó hết trục tóc của tao luôn. Nói chung đập của con này quá. Người ta uống thuốc cả tháng này qua tháng nọ mới mọc được bao nhiêu đó tóc. Nó đem nó giật một cái là nó hết nguyên một cái chùm tóc của người ta lên luôn rồi. Nó nói để nó fit, để nó sửa cho nó lấy cái tùm tóc đó, nó gắn lại đầu. Giờ nó lấy cái kẹp này nó kẹp vô để cho được che cái chỗ hối thôi được không? Trời, nãy giật ra mớ tóc đau ghê luôn á. Rồi, ôi đẹp chưa? Đẹp mặt chưa? Đó, giờ giật ra nữa đi, giờ giật ra nữa đi là hư tóc nữa đó. Yeah. Giờ ra đường, giờ ra đường phải đổi nón để đỡ. Che cái chỗ tóc lại. Đó, đúng rồi đó. Chị đi lẹ lên, nó nói chờ chút để ra lấy vô gì nữa nè. Lẹ lên. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Tóc của tôi mày vô lấy đồ đi vô nó chờ cho chúng lấy đi lấy đồ lăn đách lên đăng lên ta tóc tôi trời. Ê nó nghe nào mới chơi kiểu này nha, cái này là đồ lăn đách nha, cái này là con đó đúng rồi. Đúng rồi. Mà sao con lăn lên tóc mẹ được không? Được không? Được không? Được không? Được. Bậy. Trời đất ơi, chơi vậy mà nó chơi với ai vậy trời? Ê bậy, cất vô cất, không có chơi kiểu này, cất. Được đời nó không? Đứng lăn đách được.
Thơm không? What I do for my fingers? Nó thì ngon, cho dừa. Rồi, không có phá nữa, cất vô cái này của ba. Mới bên lớn mà biết là phải tăng nách rồi cho thơm nách rồi này kia. Nó bà này mới lớn là bà đi vô lông. Bà là tao nói đi ngang bà là thơm mà thơm. Điều đi nữa, đi ngang bà là thơm mà tao nói thơm nít chết đổ tường luôn. Mà điệu tới mức độ đó. Bậy, cái đó bậy rồi.